cái này là cái căn nhà cấp 4 ở Mỹ Phước 3 gần chợ nè các bạn. Đây, kế bên quán nước là nhà cửa cũng đang xây dựng nhiều. Ở ngay phía đằng sau nhà này là cổng Mỹ Phước 3 luôn các bạn. Đấy, có cái căn mấy căn mà ngói đó đằng sau là căn biệt thự đang xây ở đường này 8 Mỹ Phước 3 đó. Thì nhà đây là nhà ngang năm sâu 30, có miếng bạc xanh đây. Bạc xanh đây thì một sân và một phòng khách, hai phòng tiếp theo là hai phòng ngủ, xong rồi tới khu trực bếp. Là đầy đủ hết, có lối bên hông đi xuống dưới đằng sau. Thì có la phong, mái tôn, tường móng đồ có. Hiện đang bán cơm đắt khách. Đây là cái đường đi tới chợ đây. Hiện nay đi tới chợ khoảng 300m, 200m. Thì mình sẽ chạy tới đó cho mọi người xem. Này là đường NG21 ở Mỹ Phước 3 các bạn. Khu phố 3B, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương ha. Nơi địa chỉ rõ ràng cụ thể nha, lóc đất G55. Thì căn nhà cấp 4 nãy mình nói là một sân, một phòng khách, hai phòng ngủ, xong rồi tới là khu vực phòng ăn, nhà bếp chung. Thì tới đây là giao với đường DG5 đây. Quán xá đồ buôn bán đây. Đây là cổng Mỹ Phước 3 đường NG8 nè các bạn. Bình Dương Land có nhà phố màu tường vàng vàng đó. Đây là đường đi tới chợ đằng nhìn đó ha. Hiện đây mình quay cái đường NG21 từ cái nhà bán hồi nãy đi tới chợ để cho mọi người thấy là nó gần nhờ cái thực tế sao nhé. Có nhà cửa xung quanh nè, đang xây cũng sơ tủ, nhiều nhà cửa xây lắm. Đường này thì ngon rồi. Đây là đường NG21 giao với đường DG9 các bạn. Đường DG9 được xem là đường là khu chợ búa đông đúc nhất ở Mỹ Phước 3 giờ. Nhiều lắm. Đấy. Ngoài kia là đường NG8 ha. Đây là đường DG9. Thì có nhiều quán xá lắm. Đầy kính mít à. Đây thì cái cửa hàng bán quần áo này thì buổi tối mới có khách. Đây là chợ đây, rất là đông, cửa hàng nhộn nhịp. Bây giờ là 8 giờ sáng rồi. 8 giờ sáng ha. 8 giờ sáng thì chợ này không có phải là đông nhất. Đông là lúc 7 giờ với lại lúc 5-6 giờ chiều, 5 giờ mấy là đông nhất. Vải 15-20 ngàn ký. Ở đây kẹt xe luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ở đây lớn đông lắm nha các bạn, dài nhiều lắm. Bữa nay là ngày 23 tháng 6 năm 2018 ha. Mình là Quang ở bất động sản Bình Dương Land thôi. Đèn chiếu sáng thì mọi người có thể đăng ký kênh YouTube của mình để theo dõi những cái video clip cập nhật về tình hình dân cư đô thị ở Mỹ Phước Bình Dương. youtube.com/user/tt quang 68 hoặc là youtube.com/bình dương land, search Google Bình Dương Land là ra nhiều đầy nhóc. Mình kết thúc video ở đây nhé.